Mến chào tất cả các anh chị ạ à, uh, Sắp thú cưng bên em đã quay trở lại rồi đây uh, Xin chào các anh chị nha Chúc các anh chị ngày mới tốt lành um, Các anh chị nào mà yêu thích uh, uh, Búp mặt sệ nè, chó buôn đồ nè Cháu lập sở hoặc chó khô ghi thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0939 285 272 để được liên hệ và tư vấn hỗ trợ các anh chị nha các anh chị khi mà mua các bé bên em thì các chị cứ yên tâm đó là các bé bên em là nhà đẻ nè rồi thường thần chủng một trăm phần trăm bên em có bảo hành cho mình khi mà mua các bé bên nhà em nha anh chị và hỗ trợ các anh chị nuôi bé đến trọn đời luôn các anh chị nào mà yêu thích thì hãy liên hệ với em ngay nha